Vâng, xin chào tất cả mọi người nhé, chào toàn thể các bác. Hiện tại thì hôm nay bên em lại tiếp tục có một số những cái mẫu sản phẩm xả hàng đi trước bác. Đặc biệt thì đây là những mẫu sản phẩm hàng cao cấp các bác nhé. Đây là một trong những cái dòng loa hàng xịn bãi Nhật và gửi đến trước bác. Nhìn các bác nhìn với những cái mẫu những cái dòng loa này thì rất là quen thuộc đúng không ạ? Đây là những sản phẩm loa đến từ Prodeo, một trong những dòng loa đến từ bãi Nhật các bác nhé. Mẫu sản phẩm này thì các bác có thể nhìn qua và chắc là các bác cũng tìm hiểu về những mẫu sản phẩm này rất là nhiều rồi đúng không ạ? Đây là một trong những cái mẫu sản phẩm loa bắt 20 năm. Tất cả mọi thứ thì đều nguyên zin các bác nhé. Bên em bán hàng thì đều là những cái mẫu sản phẩm hàng nguyên zin. Các bác có thể thấy ở đây là bát của nó này. Bát của con sản phẩm Prodeo. Và đây sẽ là phần côn của nó các bác nhé. Tất cả thì nguyên zin 100%. Đấy, về nội thất, về bát. Con này thì duy nhất là bị thay gân rồi. Đấy, con này thì 100% là phải thay gân các bác nhé. Bởi vì những mẫu sản phẩm loa bãi thường thường tiến từ Nhật thì nó sẽ bị ải và bị gân của nó sẽ bị mục các bác nhé, nên sẽ đặc biệt phải thay gân. Thì các bác sẽ được sử dụng sẽ được lâu hơn. Đấy, đúng ạ. Ngoài ra thì bên trong đây, đây sẽ là cái nội thất của nó. Bộ phân tần thì nhìn cực kỳ là đơn giản nhé. Đấy. Và hai con chép này các bác này, hai con chép. Nói chung là những mẫu sản phẩm Prodeo này thì đang là một trong những mẫu sản phẩm loa đang cực kỳ là đắt khách và được rất là nhiều các bác yêu thích đúng không ạ? Loa bắt 20 năm, hình thức của nó nhìn cũng rất là đẹp các bác nhé. Đấy, hình thức của nó rất là đẹp, đúng chuẩn loa bãi Nhật luôn. Và hiện tại thì bên em cũng đang có cái mức giá xả với những mẫu sản phẩm Prodeo này rất là hợp lý và rất là ưu đãi các bác nhé. Như các bác đã biết thì những mẫu sản phẩm Prodeo này đang có cái mức giá bán trên thị trường là 3.900.000 đồng đúng không ạ? Và hôm nay thì bên em đã sẽ xả lỗ với những mẫu sản phẩm Prodeo nhé, để nhập được những mẫu sản phẩm loa khác. Prodeo này hiện tại thì bên em đang bán với cái mức giá chỉ là 3.200.000 đồng. Bên em sẽ bao ship hoàn toàn cho các bác về những mẫu sản phẩm loa Prodeo này. Còn các bác nào mà muốn lấy tại cửa hàng thì em sẽ để cho các bác giá là 3.000.000 đồng với một đôi loa các bác nhé. Đây là một trong những đôi loa hàng bãi xịn bãi Nhật đến từ công ty của Prodeo. Nên các bác nào mà đang quan tâm về những mẫu sản phẩm loa bãi của Prodeo này thì có thể liên hệ ngay cho em nhé. Xin chào toàn thể các bác.